Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là điện thoại Alcatel K6000 đang được chờ thay mới main tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main đến main của điện thoại Alcatel K6000 lỗi hỏng, main phồng rộp, main khởi động lúc lên lúc không, cần một địa chỉ thay mới main cho Alcatel K6000. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Hiện tại di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên điện thoại Alcatel K6000 nói chung và phần bảng main đến main của điện thoại Alcatel K6000 nói riêng, thay mới bị các bạn khi cần thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, dịch vụ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên điện thoại Alcatel K6000. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông thường bảng main của Alcatel K6000 ít lỗi hỏng, nhưng khi chúng ta rơi vào nước, sạc qua đêm hay dùng sai điện áp thì nó làm cho main bị lỗi hỏng, cần thay mới. Đối với khách hàng ở xa muốn mua main trong Alcatel K6000 thì các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship main của Alcatel K6000 đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu, các bạn nhận được, các bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Cảm ơn quý vị và các bạn xem video tại chỉ động cao cấp.vn.